Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Cao Chí thừa nhận hành vi phạm tội như trong cáo trạng. Bị cáo Nguyễn Cao Chí cho biết, khi có thông tin Trương Mỹ Lan bị khởi tố đã rất bối rối vì lúc đó đăng ký các hợp đồng làm ăn với hệ thống của Trương Mỹ Lan, trong đó có 3 hợp đồng hợp tác đầu tư. Sau khi xảy ra sự cố, Nguyễn Cao Chí đã đắn đo về quyền lợi của Trương Mỹ Lan với hệ thống tập đoàn của mình do hai bên giao dịch thực tế, nhưng bà Lan lại để người khác đứng tên. Nguyễn Cao Chí không biết nên công khai mối quan hệ bên ngoài với Trương Mỹ Lan hay mối quan hệ làm ăn trên giấy tờ. Lúc đó, truyền thông nêu về mối quan hệ giữa hai bên nên bị cáo lo lắng, bị cáo muốn tách bạch ra, vì thế mới có quyết định sai lầm. Tất nhiên, bị cáo biết việc tách bạch ra thì cũng không thể xóa đi thực tế là bị cáo nợ chị Lan, bị cáo Nguyễn Cao Chí nói tại tòa. Theo bị cáo Nguyễn Cao Chí, bản thân phạm tội xuất phát từ suy nghĩ cần phải loại trừ trách nhiệm cá nhân của mình trong vụ án vì đã nhận 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan. Bị cáo Chí trình bày trước hội đồng xét xử, sau khi bị khởi tố đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và vận động gia đình nộp lại số tiền đã nhận của bà Lan. Hiện tại đã khắc phục tiền mặt là khoảng 700 tỷ đồng, phong tỏa tài sản khoảng 300 tỷ đồng. Bị cáo Chí cũng xin hội đồng xét xử bản thân sẽ nộp khắc phục hậu quả đủ 1.000 tỷ đồng bằng tiền mặt. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2020, Trương Mỹ Lan nhiều lần chuyển tiền cho Nguyễn Cao Chí thông qua ông Hồ Quốc Minh và các nhân viên để thanh toán cho việc mua cổ phần 3 dự án. Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biết nhận, nên đến tháng 1 năm 2021, Nguyễn Cao Chí gặp Trương Mỹ Lan và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Chí tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam. Sau đó, Nguyễn Cao Chí tự lập các bản thanh lý hợp đồng để các cá nhân đứng sở hữu cổ phần thay cho Trương Mỹ Lan ký thanh lý hợp đồng mà chưa thông qua sự đồng ý của Trương Mỹ Lan. Sáng 11 tháng 3, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, hội đồng xét xử xét hỏi hai bị cáo là Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Capella. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu. Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo hoàn toàn không điều hành ngân hàng. Bị cáo chỉ giúp ngân hàng này bằng cách kêu gọi đầu tư nước ngoài và cho ngân hàng mượn tài sản của mình để tái cơ cấu. Theo cáo buộc, bị cáo Lan nắm hơn 91% cổ phần tại SCB. Tuy nhiên, tại tòa, bị cáo nói mình chỉ nắm hơn 4,9% cổ phần SCB. Hai con gái của bà nắm giữ mỗi người gần 5%. Tất cả thành viên trong gia đình bà nắm giữ dưới 15%, bạn bè ở nước ngoài 30% và của bạn bè ở Việt Nam 30%. Về nhóm cổ đông nước ngoài 30%, bà Lan nói đây là những người vào giúp SCB tái cơ cấu và hàng năm không họp đại hội đồng cổ đông. Những người đang làm quản lý cổ phần không biết mặt tôi. Những người đứng tên này không có việc làm, được nhờ đứng tên vì người nước ngoài không thể đứng tên góp vốn được. Tôi bảo lãnh cho nhóm cổ đông nước ngoài nhưng không phải của tôi, bị cáo Lan trình bày. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai thêm, thời điểm sáp nhập ngân hàng, bà được một số người có trách nhiệm yêu cầu bà và nhóm bạn bè của bà phải chiếm trên 65% cổ phần SCB và phải kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài thì mới dễ thành công. Về việc hợp nhất ba ngân hàng thành SCB, bà Lan cho rằng mình không biết về ngân hàng, không có nghiệp vụ ngân hàng, nhưng có một số người có trách nhiệm động viên bà đứng ra làm vì cho rằng bị cáo là người có tầm ảnh hưởng. Trước khi hợp nhất, bà Lan nói mình có nhiệm vụ huy động bạn bè, người thân phải có vốn góp trên 65% và thực tế bà Lan cho rằng mình đã thực hiện được số việc trên. Nói về cáo buộc đưa hối lộ 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Lan phủ nhận và nói rằng Võ Tấn Hoàng Văn nói tôi gặp gỡ bà Đỗ Thị Nhàn là không đúng. Võ Tấn Hoàng Văn mỗi năm gặp tôi không được 2-3 lần. Tôi không quản lý tại ngân hàng SCB. Tôi và gia đình hoàn toàn làm việc với người nước ngoài. Chữ tín rất quan trọng nên không có việc tôi gặp ai để nhờ chỉnh sửa báo cáo về ngân hàng. Theo cáo trạng, để lấy tiền từ SCB, từ năm 2012 đến 2022, bà Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng ngàn khoản vay với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10 năm 2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỷ đồng. Trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, bà Lan chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng ở hành vi tham ô tài sản, gây thiệt hơn 64.000 tỷ đồng ở hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Trả lời trước hội đồng xét xử, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng cáo trạng có một số điểm chưa chính xác. Trong quá trình điều tra, có lúc bị cáo khai đúng, có phần khai chưa đúng, nhưng bị cáo chưa bao giờ xác nhận nắm giữ trên 90% cổ phần của ngân hàng SCB, mà thực tế chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần. Hai con gái của bị cáo nắm giữ mỗi người gần 5%. Tổng cổ phần thành viên trong gia đình bị cáo nắm giữ chỉ khoảng 15%. Còn lại, bị cáo đứng ra bảo lãnh và vận động bạn bè ở nước ngoài nắm khoảng 30%. Các bạn bè ở Việt Nam nắm hơn 30%. Theo thông tin từ báo Tin Tức, khi được chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Phạm Lương Toàn, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải thích tại sao tất cả những người đã mua cổ phần của SCB đều nói đứng tên mua cổ phần giúp Trương Mỹ Lan. Bị cáo Lan khai, những người này đang đứng tên mua giúp bạn bè của bị cáo, chứ không phải mua giúp bị cáo. Nói về nhóm cổ đông ở nước ngoài chiếm 30% cổ phần SCB, bị cáo Lan cho biết khi thực hiện hợp nhất 3 ngân hàng, tình hình ngân hàng SCB rất khó khăn. Thời điểm đó, các nhóm cổ đông của cả 3 ngân hàng rất hỗn loạn, tranh giành cổ phần với nhau, nên một số lãnh đạo ngành ngân hàng có nhờ bị cáo Lan đứng ra giúp giải quyết tình hình, bằng mọi giá phải thuyết phục cổ đông của 3 ngân hàng ngừng quậy phá và tiếp tục hợp nhất. Bị cáo Lan khai lúc đầu đã từ chối nhiều lần vì không có nghiệp vụ ngân hàng. Sau đó, bị cáo Lan vận động người thân, bạn bè trong và ngoài nước thực hiện bảo lãnh cho họ để đầu tư vào SCB, chung tay mua đủ trên 65% cổ phần nhằm có đủ thẩm quyền ra nghị quyết hợp nhất 3 ngân hàng theo quy định của luật pháp. Ngoài ra, bị cáo Lan còn cho mượn tài sản để đưa vào cơ cấu ngân hàng. Bị cáo Lan cho rằng việc làm của mình chỉ vì muốn giúp vực dậy SCB chứ không phải thâu tóm quyền hành, chi phối hoạt động ngân hàng như cáo trạng nêu. Chủ tọa Phạm Lương Toản tiếp tục yêu cầu bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích về việc các bị cáo là tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB đều xác định thực hiện các hành vi đều theo chỉ đạo của Lan. Bị cáo Lan cho rằng các bị cáo khác khai không đúng, bởi khi hợp nhất 3 ngân hàng, bị cáo Lan chỉ kêu gọi cổ đông tham gia đầu tư giúp giải quyết tài sản, chứ bản thân bị cáo không có nghiệp vụ ngân hàng nên không thể điều hành. Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng không có ai tham gia vào SCB. Nếu bị cáo làm những việc như những gì cáo trạng nói thì không thể ngày hôm nay tất cả tài sản của bị cáo đều nằm ở SCB, khiến cả gia tộc nợ nần, bị cáo Lan khai. Về cáo buộc đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước để sửa báo cáo kết quả thanh tra, bị cáo Lan cho biết bản thân làm việc đặt chữ tín hàng đầu, bưng bít hối lộ là không có. Bị cáo Lan khai không hề biết Đỗ Thị Nhàn cũng như chỉ đạo đưa tiền cho bị cáo Nhàn. Bị cáo Lan chỉ được Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành nhờ gặp Đỗ Thị Nhàn để xin kết thúc sớm thanh tra, tiếp tục hỗ trợ cho ngân hàng SCB mượn tài sản và kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào giúp SCB. Mọi hành vi khác đều thuộc trách nhiệm của Võ Tấn Hoàng Văn. Bà Trương Mỹ Lan cũng khẳng định không thực hiện vay tiền vào thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2012. Vì lúc này SCB đang rất khó khăn, không đủ tiền trang trải, thì sao có thể cho bị cáo vay tiền? Trong khi thời điểm đó, chính bị cáo đang giúp sức cùng thực hiện phương án tái cơ cấu, hợp nhất 3 ngân hàng. Bị cáo đưa nhiều tài sản vào SCB nên sẽ không đi chiếm đoạt tiền của chính mình. Chủ tọa Phạm Lương Toản phân tích, cáo trạng áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo. Phần thiệt hại đã trừ đi số giá trị tài sản đảm bảo của bị cáo là hơn 67.000 tỷ đồng mà công ty Hoàng Quân đã định giá. Bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 3 tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của ngân hàng SCB từ 85% đến 91,5% cổ phần, qua đó trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng SCB, phục vụ các mục đích khác nhau của mình, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.